Chào mừng các khán giả của Gia Bảo Luxury đã quay lại với chuyên mục review đồng hồ. Hãy cùng chờ xem là ngày hôm nay thì chiếc đồng hồ A Lung & June Lung 1 Tourbillon Hermes to FA Lung, sự tỏa sáng của Honey Gold sẽ chinh phục với các quý ông như thế nào nhé. Nhân dịp kỷ niệm 165 năm thành lập, thương hiệu A Lung & June quyết định tung ra 3 mẫu đồng hồ được sản xuất giới hạn là Turbograph Polymerit 1815 Moonface và Lung 1 Tourbillon. Lung 1 vốn là bộ sưu tập biểu tượng của thương hiệu này, nếu như Patek Philippe có Calatrava, Rolex có Submariner, Datejust hay là Daytona, Cartier có Tank, thì A Lung & June sở hữu những chiếc đồng hồ Lung 1 có lịch sử phát triển ấn tượng trên thị trường, thiết kế ấn tượng trường tồn qua bao năm tháng. Và dòng đồng hồ này được tung ra vào năm 2000 lần đầu tiên. Còn thiết kế Lung 1 Tourbillon trong series Hermes to FA Lung là phiên bản kế nhiệm cho dòng đồng hồ đầu tiên. Cỗ máy thời gian này đã được vén bức màn bí mật vào năm 2010 trong bộ vỏ dưới chất liệu là Honey Gold. Honey Gold, một loại vàng đặc thù do hãng tự mình nghiên cứu và độc quyền sử dụng, gợi nhớ đến thứ chất lỏng ngọt ngào mà loài ong chăm chỉ và cẩn mẫn tạo ra. Honey Gold có màu vàng, nhạt màu, cứng hơn với vàng vàng thông thường và công thức tạo nên là hoàn toàn bí mật, đảm bảo được việc kháng lại những tác nhân từ bên ngoài gây ảnh hưởng tới bộ vỏ đồng hồ. Về kích thước thì chiếc đồng hồ này có đường kính đo được là 38,5mm, dày 9,8mm, khả năng kháng nước của chiếc đồng hồ đạt mức 30m. Nhìn chung thì bộ vỏ đồng hồ của nó đã được xử lý tinh tế từ việc đánh bóng vành bezel và phần càng nối dây cho tới từng đường khắc sâu nên tấm khung vàng đã được trà xước. Những thông tin có thể tìm thấy trên mặt đáy đồng hồ đó là tên thương hiệu, số thứ tự sản xuất giới hạn, chất liệu. Chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn là 150 chiếc. Thấy là ô cửa sổ báo ngày kích thước lớn đặt tại góc 2 giờ với hai chỉ số phân tách riêng biệt. Đĩa ngày có màu trắng với chỉ số màu đen ở bên trên, rất dễ nhìn trên mặt số và được điều chỉnh bởi nút bấm chìm đặt góc 10 giờ ngoài vỏ khung. Đặt từ góc 2 giờ đến 4 giờ là bộ báo thời lượng cót với một kim nhỏ bằng vàng, chiếm phần lớn diện tích là mặt số phụ báo thời gian, giờ, phút, giây đặt bên phải mặt số chính. Nhấn mạnh chi tiết này thì nhà sản xuất đã tạo nên hệ thống vân goulage sóng nước tại trung tâm mặt số. Mặt số phụ đếm giây nhỏ gọn cũng đã được lồng ghép luôn tại đây. Xuất hiện trong tên chiếc đồng hồ này hiện tại là chữ Tourbillon. Cơ chế này đã được nhà sản xuất sắp đặt tại vị trí góc 6 giờ đồng hồ trên mặt số. Tourbillon được phát triển bởi người thợ chế tạo thiên tài Brigitte trên đồng hồ bỏ túi nhằm mục đích triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực, giúp chiếc đồng hồ báo thời gian được chính xác. Một lồng Tourbillon xoay liên tục cần có lồng chứa, đòn bẩy và bánh xe. Tự bộ thoát sẽ chuyển động tròn tất cả các vị trí trong vòng 1 phút. Nhìn thì nhỏ bé, thế nhưng mà lồng Tourbillon trên chiếc Lung & June có hiện tại 84 chi tiết nhỏ bé cấu thành. Chiếc đồng hồ này sở hữu khả năng thú vị là dừng bộ thoát khi đồng hồ được lên cót. Chỉ có một số ít nhà sản xuất có thể tích hợp khả năng vào trong chiếc đồng hồ. Khi núm điều chỉnh được rút ra, lồng Tourbillon sẽ đứng yên và ngược lại, lồng Tourbillon sẽ chạy khi mà đẩy núm điều chỉnh xoắn chặt vào vỏ đồng hồ. Rõ ràng là với mức giá được đưa ra thì đây không phải là một chiếc đồng hồ dành cho đại số khách mua hàng. Nó thuộc về những ai yêu sự sưu tầm, thích những chiếc đồng hồ có mặt số thoáng đãng và một bộ máy được làm bởi người Đức. Đồng hồ Đức nổi danh nhất không gì khác là tấm khung 3/4 che phần lớn bộ máy đồng hồ bên dưới. Tấm khung chính đã được trải xước dọc tỉ mỉ, cùng từng chân kính hồng vốn được cố định bởi tre tông vàng và các đinh ốc xanh. Đáy đồng hồ hiện lên với những gam màu rạng rỡ và đầy sức sống. Dĩ nhiên, tấm khung 3/4 không thể che lấp các chi tiết thuộc về lồng Tourbillon trên chiếc đồng hồ. Tại đây, đó là những hình ảnh cầu nối cố định đã được khắc sâu vào bề mặt họa tiết phức tạp, là những bánh răng vàng chuyển động không ngừng. Với 51 chân kính, bộ máy L9612 bên trong mẫu đồng hồ này có tất cả là 381 chi tiết với khả năng vận hành lên khoảng 72 giờ đồng hồ. Đó là những con số biết nói, là những chi tiết ấn tượng mà ngày hôm nay video đã mang lại cho các bạn về mẫu đồng hồ này. Không biết là cảm nhận của các khán giả của Gia Bảo Luxury như thế nào, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới và đừng quên cùng chúng tôi review những chiếc đồng hồ độc đáo tiếp theo trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!